What is going on, guys? We are in a new video, as you can tell, and today I went down to the Whai Duc area. I was looking for some more scrap collectors because out of town they're struggling more than in the city. You know, in the city you still have opportunities. If you're willing to put in the legwork, you can still find a lot of scrap, you know, eke out a meager living. But out in the outskirts, where it's just dust and tumbleweeds, opportunities are a lot harder to come by. So anyways, in this first video, we went out to the bike dealership that I went to last time. We got a donation from Lee Salionis and Stephen Seri with $72. So all up, we changed that up to 4,340,000. Met Hung, a scrap collector, doing it rough, as most of them are. And we got her a mountain bike for 3,090,000, and then the remainder I gave her in cash. She was over the moon, big smile on her face. You know, it's actually one of the most unfriendly towns or areas I've seen. I actually tried to even just call over a woman before, she wouldn't even stop. Ủa cô, em đang làm một cái chương trình tặng xe đạp mới cho người có xe đạp cũ. Có cái tiệm trên đây là Yên Thịnh, cô biết không? Yeah, it's a really suspicious town, man. In terms of the people are really wary. So it took me a while to finally find a willing participant. Anyway, I'll just end off as this truck goes past. All right, she's crossing the road now. We don't even know her name, anything about her, but if she survives, she'll get a free bike. If not, she'll end up as roadkill. So yeah, this road's horrendous, man. I think it goes to Sơn Tây. Sơn Tây. Okay. Thôi thì trước tiên cô cởi cái cầu trang, cô nói vài câu về cái hoàn cảnh luôn. Để họ biết là mình đúng cái nhân vật là khó khăn á. Cô quê ở đâu? Ở huyện Hoài Đức đây, cũng hoàn cảnh cũng khó khăn, chồng bị tai nạn gãy hai tay. Bây giờ mỗi mình đi kiếm ăn. Cô lập gia đình chưa? Có gia đình, ba đứa con rồi. Ba đứa con. Chồng thì làm gì? Giờ ông tai nạn, hai tay gãy có làm gì đâu. Ở nhà. Em tên là Hương. Phương. Hương, Hương. Hương. Nguyễn Thị Hương. Hương. Ok, qua cũng làm anh này, anh đang làm từ thiện ở khu vực này. Vâng. Đây xe người lớn đây ạ. Đây, cô đi cái loại này là hợp lý hơn, xe inox. Đây là xe của con trai ạ. Đấy, con trai. Mình không lấy cho cháu cũng như cái đợt đấy. Cũng được. cái mẫu này thì nó lại giá nó lại cao hơn. Dạ, anh chịu luôn. Dạ vâng. Có con trai đấy. Con trai à? Con trai bao nhiêu tuổi rồi? Con trai năm nay học năm nay 10 tuổi. 10 tuổi rồi. Cái đi xe hay đi học. Có là 3.090.000 đấy. 3.090.000. Ok, anh lấy cái xe đấy luôn. Có cái kiểu mới để mình vừa từ thiện mà cũng vừa quảng bá. Nó chưa bóc cái bóng các thứ nhé. Cái kia nó bóc hết rồi để về. Ok, we're getting this one. It's 3.09 million. It's a bit more expensive, but she wants to get it for her son. He's 10 years old. 10 tuổi, chạy cái này hợp không em? Vietnamese parents are always thinking of their kids first. Cháu giờ đi học để phương tiện cho cái xe, nhưng mà định mua chưa có tiền. Đừng nhớ đấy, hoàn cảnh kể mà anh là có thực tế, chứ không phải nói điêu đâu. Đúng là chồng bị tai nạn, hai gãy hai tay, giờ ông ở nhà. Giờ mỗi mình đi kiếm sống. Đi học cũng được ạ? Dạ vâng. Được. Cái này là cho các bạn học sinh ạ. Cảm ơn chú bác Ni, bác Steven ạ. Vâng, rất là cảm ơn các bác ạ. Đã cho cháu được cái phương tiện xe đạp để lấy cái đi lại, đi học. Okay guys, so from Lee Salionis and Steven Seri, we got 1.2 million left over. Thì còn có cái số tiền 1.2 triệu á. Còn lại em giao cho chị nhận luôn nhá. Chị nói cảm ơn nhà tài trợ nhá. Đã cảm ơn nhà tài trợ. Okay.
cấp đi nhá. Alright, so Mr. Tin, very earnest helper. He's gonna like, he's even gonna aid in the oh, damn. But yeah, these scrap collectors, man, they can transport anything. So we wish Ji Hoon the best. Her husband's out of commission for a while for heavy duty, and she's got three kids to support. So hopefully this will bring a bit of joy into the son's life. 10 years old, getting your first bike, a very nice bike too. It's gonna be over the bloody moon. Yeah, okay. Right here. Tạm biệt cô nhá. Tạm biệt chị nhá. Nặng đấy. Nặng á. Damn, bro. This is a sight to behold. Right, so not exactly a maiden voyage, but a transportation voyage. Yeah, so thanks to Mr. Tin helping from Go to Woe. Alright, we'll just watch Mr. Tin cross the road like a boss.